Hai bài này có cái nội dung giống nhau, lý do giống nhau là bởi vì hai bài kinh được hỏi và được trả lời cùng một nội dung, chỉ có đổi chút ít chữ thôi. Sở dĩ mà có chuyện đó là bởi vì hôm trước tôi có thưa qua rồi, tức là có những trường hợp mà nếu câu hỏi được đặt ra như vậy đó, mà cái nhìn vào cái căn tánh, cái khuynh hướng, cái tâm tư của người trả lời, của người nghe đó, tập đó gom lại những cái điểm đồng đó, những bài kinh có cái điểm đồng đó để mà gom lại cho gần nhau, để dễ bề nghiên cứu, dễ bề ghi nhớ. Trước hết cho chúng ta học về cái bài kinh, cái đoạn bài kinh là Không Liễu Tri. Xin bà con dòm vào ở trong, nhìn vô trong cái chánh kinh nhé, nhìn vô trong cái chánh kinh. Cái câu hỏi của vị trời ấy là: nếu mà mình diễn dịch bằng cái ngôn ngữ của mình bây giờ, bằng cách nói của mình bây giờ đó, thì vị này đứng trước Đức Phật và nói bằng, nếu mà nói bằng ngôn ngữ của mình bây giờ thì nói như thế này nè: thì hôm nay có Thế Tôn ra đời rồi, cái chuyện đó là một cái đại, thì đây chính là cái thời điểm tốt nhất mà để họ nhìn lại. Đây chính là cái thời điểm mà họ gọi là hồi đầu thị ngàn. Cái cơ hội mà được gặp chánh pháp, được gặp Thế Tôn đó, là một cơ hội rất là hiếm hoi. Thì hôm nay đó đã chính là cái thời điểm mà để người ta phải như vậy. Và nếu hôm nay mà có người hỏi tôi, thì tìm dùm cho họ một cái bài kệ Thỉnh Pháp Sư ngắn gọn mà đầy đủ, nghĩ rằng có lẽ cái câu kệ của vị thiên ở đây này, chỉ cái câu này ngắn thôi, nhưng mà đối với tôi thì đây là cái câu đáng được dùng để mà Thỉnh Pháp Sư. Tức là theo tôi thì cái câu này cũng hay, không có kém vì cái câu mà của MC nãy mới vừa đọc đâu nha. Chỉ đơn giản vậy thôi nha. Tức là việc ra đời của Thế Tôn là một đại sự nhân duyên, cho nên là tất cả những ai mà hãy còn sanh tử trầm luân, hãy còn phiền não nha, thì hãy ghi nhớ rằng đây chính là cái thời điểm tốt nhất nha, để mà họ quay đầu, để mà họ tu tập, để mà thời gian mà Đức Thế Tôn trụ thế không có bao nhiêu hết á, đại khái như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa, cái vắn tắt trong cái câu kệ của vị trời ha. Và Đức Thế Tôn đã cũng đã trả lời thì bằng cách là ngài dựa vào nguyên văn của cái lời thưa mà vị thiên vừa phát biểu trước mặt ngài đó, thì ngài sử dụng y lại cái bài kệ đó. Cái vị thiên nói là đối với mấy ai mà còn là phàm phu á, thì đây là thời điểm mình để mà họ quay đầu lại. Thì Đức Phật ngài mới nói thế này: phải rồi, đại ý như vậy này, phải rồi. Trong lúc mà mọi người đang mê ngủ,
trong cái chỗ biết hạn giới của tôi đó, thì tôi thấy đó, cái chỗ này nếu mà mình đọc trong bản Pali đó, thì nó sẽ để sáng mà nó khó hiểu lầm hơn là bản tiếng. Bản Bali nó nhìn vô cái nó chẳng quý vị ta, tức là chưa có được tỏ tường, chưa được tỏ tường, chưa có được liễu tri. Pháp ở đây, pháp ở đây là bốn đế, pháp ở đây là bốn đế, pháp ở đây là bốn đế, bị hướng dẫn lầm lạc. Thì cái chữ lầm với chữ hướng dẫn ở đây đó, ở trong cái tiếng Pali đó là ni ni nijare, nijare. Và các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Tức là trước hết tôi phải chú thích chữ khó trước nha, rồi sau đó thì cái chữ nijare ở đây trong chú giải thích thế này là bị hướng dẫn hay là được hướng dẫn, thì ở đây nó có hai nghĩa. Một là được người khác hướng dẫn, được người khác hướng dẫn, được người khác, hoặc là còn dịch là bị nữa, có thể dịch là bị, bởi vì khi nào tôi hướng dẫn đàng hoàng á, hướng dẫn mà đúng đắn á, thì mình gọi sánh cho thăm mà là bốn đế ha, apavita là chưa có được tỏ tường, barava đi sumiyari tức là bị hướng dẫn, là hoặc là được hướng dẫn, những cái người mà đã bốn đế là chưa tỏ tường mà lại được hướng dẫn hoặc là bị hướng dẫn, mà cái được hướng dẫn ở đây đó, đây nó về nó rõ là do người khác hoặc là tự mình, tự mình mà tại sao tự mình mà cũng vẫn gọi là được, là bởi vì được bị người khác hướng dẫn làm lạc, hoặc bản thân mình bị cái tà kiến nó hướng dẫn làm lạc. Chỉ bị và chỉ bự được hiểu như vậy, tức là bị người khác hướng dẫn làm lạc. Và đó ở đây đó, chữ đó và đó ở đây đó, thì ngài Minh Châu ngài dịch là dị thuyết dị giáo, dị giáo. Thì cái chữ Paravada ở đây đó, Paravada ở đây đó là người dịch là dị giáo, ám chỉ cho 62 tà kiến nha, ám chỉ 62 tà kiến. Ở đây chúng ta nếu mà nói về 62 tà kiến, chúng ta phải dành hẳn thời một cái khoảng thời gian, theo tôi đó, nếu mà giảng cái đầy đủ thì có thể giảng 3 tháng 1 năm và có thể giảng đến cả một đời của mình. Tôi nói rõ là nha, có thể giảng vắn tắt trong
đó Đức Phật xác nhận rằng cái nội dung của 62 tài kiến này nó giống như là cái lưới mà chụp lên trên một cái ao nhỏ vậy đó, thì không có một cái con cá nào mà nó thoát ra được, nó thoát ra được cái lưới đó, không có con cá nào nó nằm ngoài cái lưới đó. Lưới thì lớn mà cái ao thì nhỏ. Ở đây cũng vậy, ý kiến của tất cả chúng sinh là vô. Và nếu mà nói theo trong bài kinh đó, chánh kiến vân vân và vân vân, thì chúng ta cũng khó mà thoát ra được cái đó. Mà một chứng minh nó rõ ràng là theo ở trong A Tỳ Đàm ấy, thì chỉ có vị tu đầu hoàng trở lên ấy, thì mới thật sự là chấm dứt được tà kiến. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta hôm nay chẳng qua là mai bị hướng dẫn lầm lạc và những cái giáo điều khác. Chỉ nói đơn giản thôi, trong Tương Ưng Bộ Kinh dạy rất rõ, chân lý chỉ có một, nhưng mà cái tương tự chân lý thì có rất là nhiều. Bây giờ các vị tưởng tượng đi nha, có hai vị thiền sư, có ba vị thiền sư, có năm vị thiền sư về giáo lý thì giảng giống y chang nha vậy đó, nhưng mà cái vị này, vị A đó, thì có một chút gì đó nó vừa ý mình hơn vị B, thế là mình có khuynh hướng chạy theo cái vị A. Vậy nó đơn giản thôi, chưa kể là cái chuyện của đời sau kiếp khác. Khi mình nhắm mắt mình tắt thở rồi đó, mình tái sinh vào một cảnh giới, tôi không nói xa đọa, tôi chỉ nói cảnh giới loài người mình thôi. Mình sinh vào trong một cái gia đình Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, ở đó chúng ta lớn lên trong một cái môi trường tri kiến hoàn toàn khác hẳn với những gì chúng ta được học trong kiếp này. Nếu mà cái duyên lành ba la mật mà nó khá khá một chút thì chúng ta còn biết nghi ngờ, chúng ta còn biết nghi ngờ những gì mình đang được hướng dẫn trong một gia đình Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Tin Lành. Nhưng mà nếu mà lơ tơ mơ đó thì chúng ta anh trốn, thì bác sĩ mới hỏi anh tại sao như vậy. Anh nói rằng anh thật ra anh không phải con người, mà anh chỉ là một hạt thóc thôi, cái những sợi gà nó ăn. Bác sĩ đi chữa cho anh hết bệnh rồi, anh thấy ok rồi, rồi anh đi về nhà. Ít lâu sau thì anh vẫn tiếp tục chung vô trong cái tủ áo nữa. Bác sĩ hỏi vì sao, thì anh nói rằng là hôm nay đó thì tôi biết tôi là con người rồi, tôi không phải là hạt thóc, nhưng mà tôi sợ mấy con gà nó không có biết cho nên tôi vẫn tiếp tục trốn. Hệt như là cái phàm tánh của tất cả phàm phu vậy đó. Tức là tuy miệng anh nói rằng anh hôm nay anh đã rõ ràng anh không phải là học thấp, nhưng mà cái rõ ràng đó, cái nhận thức đó nó vẫn còn rất là mơ hồ, và nó thiếu cơ sở, nó thiếu nền tảng, nó thiếu cái luận cứ vô cùng lắm. Là vì sao? Là bởi vì anh tin anh là học thấp, nhưng mà anh còn sợ con gà. Anh vẫn tin anh không phải học thấp, nhưng mà anh vẫn còn sợ con gà, có nghĩa là anh còn mơ hồ về cái trọng lượng của anh. Cái trọng lượng của anh làm sao mà anh là học thấp được? Đó là cái mơ hồ thứ nhất.
nhiều lắm, anh mơ hồ tới 1 tỷ điều lận, rồi mơ hồ thứ ba là anh mơ hồ cái trọng lượng của ảnh, anh mơ hồ cái trọng lượng của hột thóc, anh mơ hồ cái trọng lượng của con gà. Bởi vì nếu mà không có mơ hồ những cái này thì anh thấy rằng dầu anh có là hạt thóc đi nữa thì với một trọng lượng mấy chục kilo thì con gà cái đối nghĩa lý gì. Nhưng mà anh đã chuyển đó đôi phần, thấy rõ ràng mình chỉ là mình thật sự là con người, nhưng mà vẫn còn một chút e ngại rằng con gà nó không có biết. Để ở đây cũng vậy đó, khi mà mình nói là các pháp vô thường vô ngã, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, mình nói nghe rất là ngon lành. Nhưng mà chỉ cần có một cơ hội nào đó thôi thì chúng ta lập tức quay lại, lập tức quay lại, lập tức quay lại với cái tài kiến của mình ngay. Hôm đó tôi có thưa với các vị một chuyện rồi. Rồi mà thấy em không đến mọi nơi, mà sống trong một cái bối cảnh như vậy đó thì tự hỏi chúng ta còn có hứng thú, còn có cái hứng thú, còn có cái cảm hứng để mà nghiên cứu Phật pháp hay không. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Giờ đó, thời điểm đó mà có một nhà sư, một tu nữ, một cư sĩ nào đó đến với mình kêu gọi mình đi làm phước, rồi đi hành thiền, rồi chịu cái cảnh mà bác quan trai buổi chiều tối lạnh không có ăn, rồi phải chịu cái cảnh mà coi như ở trong một cái thiền viện thôi ha, rồi rồi mũi thức ăn thì ngủ vào một đêm cách đây không có lâu, khoảng 1 giờ mấy sáng thì tự nhiên phát hiện ra mình bị stroke, tức là bị tai biến. Và tự mới gọi phone cho Phật tử quen, tai biến nhưng mà cũng ở một cái tình trạng nhẹ đó, chứ còn mà nếu nặng là chắc là khỏi nhúc nhích luôn, khỏi cái phản ứng luôn. Thì Phật tử quen đó họ mới, có lẽ gọi cho thầy điều trị không được, một cái thiên một cái hình ảnh thiên sứ nhắc nhở cho mình. Ở trong bản kinh văn Pali đó thì ở trong bản tiếng Việt đó thì những ai với các pháp không hiểu tri thấu suốt bị hướng dẫn lầm lạc vòng quanh các vị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác, nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thì nghe đã thiệt suông thiệt nhưng mà hơi dài, trong khi đó ở bản Pali thì nó gọn ghê lắm, các vị thấy không? Trong bản Pali thì rất là gọn. Nếu có những ai mà chưa có hiểu được bốn đế, chưa có hiểu được các pháp đi, bây giờ dịch sát chưa, chưa cần giải thích, bị hướng dẫn trong các cái Parava đó, tức là dị thuyết hay là dị giáo, dị thuyết dị giáo, để cho dị giáo. Thì sutta te nắp vứt sầm tí, sutta te tức là họ đang bị mê ngủ. Tôi nhắc lại, những ai mà chưa hiểu được các pháp còn bị hướng dẫn lanh quanh lòng vòng trong các cái dị thuyết
hiện giờ họ đang bị mê ngủ và chưa được giác ngộ, thì Kalothi Sambhavacitta ngài đã đến cái thời để mà họ giác ngộ tiếp. Đây, cái chữ này nó có cái nghĩa rất là độc đáo. Ở đây mình thấy là chữ Sutta là ngủ ha, Tê Sutta là những người đó đang ngủ say, đang chìm trong giấc ngủ. Nắp mà cuối trong tí không có chịu thức giấc, nhưng mà cái chữ và bước cho tí này nó còn có nghĩa là hiểu biết, là nhận thức. Đấy, từ đó đó chúng ta mới là có một dịp để chúng ta ôn lại cái chữ, một cái chữ ở trong Pali, đó là cái chữ Buddha. Cái chữ Buddha này đó, nếu mà danh từ nó là Đức Phật, mà nó còn có một cái nghĩa khác nữa, nó là past participle, có nghĩa là nó là một cái quá khứ phân từ. Cái chữ Buddha đó, nó là danh từ, là nghĩa là một vị đã tỉnh giấc, một người đã hiểu biết. Hay là thức dậy, tỉnh giấc, hay là thức dậy từ một cái cơn mơ, là từ một cái giấc ngủ, từ một cơn mơ, từ một giấc ngủ. Cái chữ push, từ đó mới ra cái chữ push thác là Đức Phật. Cho nên cái chữ Đức Phật ở đây có hai nghĩa, một là cái người có hiểu biết, hay là cái người vừa tỉnh dậy vừa thức giấc từ một cái cơn hiểu được các pháp, bị đang tỉnh giấc từ giữa lúc như vậy đó, thì thật sự trên đời này tồn tại những con người, tồn tại những con người mà không có, có bị lầm lạc, không có bị mê ngủ, và họ là những người mà đã giác ngộ một cách đầy đủ viên mãn, và họ bước đi trên một cái con đường, họ bước đi thanh thản tự tại trên một cái con đường trong trên gồ ghề. Ở đây đó thì ngài nói về ai? Đây các vị có thấy cái chữ Sambuddha hay không? Chữ Sambuddha có nghĩa là, ở đây ngài ám chỉ về cái bậc tự ngộ nha. Sambuddha, bậc tự ngộ, bậc tự ngộ. Đúng ra đó thì trong trường hợp này ngài phải nhắc đến tất cả các vị thánh, nhưng mà riêng trong cái bối cảnh đặc biệt này, nhìn vào cái căn cơ của người hỏi, thì ngài cố ý ngài nói đến những bậc tự ngộ. Trong chú giải chỗ này có nói rõ là hai bậc tự ngộ là cái chữ tự ở đây là chữ sam là tự ha, sam sát cát, sam là sa dâm bút thá, giống như sa dâm phu là bậc tự tại. Sa dâm phu là tự mình, sa dâm phu là bậc tự tại. Nhưng mà trường hợp mình viết tắt á, thì mình dịch tới đây mình thay vì để là sa dâm bút thác, thì ở đây viết tắt là thành chỉ sâm thôi, sâm bút thác. Thì bậc tự ngộ đây gồm có hai, đó là bậc chánh đẳng giác, bậc toàn giác và độc giác. Cái vị toàn giác thì gồm có ba hạng. Xin lỗi chữ toàn, chúng tôi viết sai, viết dương chữ rê nha, mình sửa lại dùm chứ không phải là, chứ không phải là sai cánh tả, mà lẽ này do trục trặc kỹ thuật
gõ hai gõ gõ cái tí giác đi hơi sớm, đi hơi sớm. Cái toàn giác của vị sửa lại giùm, chứ tiếng Việt mình không có chữ gì kỳ lạ vậy. Thì vị toàn giác gồm có ba hạng, đó là cái hạng bậc trí tuệ đó, thì giác phần chống đắc, vì căn cơ xuất sắc hơn thường, chỉ nhân tâm tánh như gương nên khi quan chiếu vô thường nhận ngay. Thì cái thời gian mà tu tập ba la mật của vị đó là 20 a tăng kỳ, tức là gồm cả ba cái giai đoạn trong tâm ra lời và được thọ ký. Bậc đức tin thì lâu ngày hơn trí, vì tính tâm ít nghĩ rõ ràng, tính nhân cá tính đoan trang lại ưa mến chuộng dị đoan linh thần. Cái hạng đức tin đó thì hạng thứ là cái hạng khá là bây giờ ghi cái vụ ba hạng Bồ Tát này trước đi nha. Cái hạng Bồ Tát tinh tấn á, Bồ Tát cũng Bồ Tát toàn giác những thành Phật, nhưng mà cái người trí tuệ nhiều á, chuyên trí tuệ nha, mình phải thêm mình để cho dễ hiểu, chuyên trí, chuyên về trí tuệ á, thì tấn mạnh mà tính yếu. Cái này làm ơn nhớ dùm nha, cái này cũng hay, tấn mạnh mà tính yếu. Có nghĩa là đức tin gì đó là xin lỗi, cái trí tuệ gì đó là số 1 rồi đó, mình nhớ nha. Bồ Tát chuyên về trí tuệ thì trí tuệ là số 1, mình không có đụng tới, đúng rồi, tự nhiên người ta mạnh nhất cái đó mà. Nhưng mà còn hai cái còn lại đó, tức là cái đức tin của vị này nó yếu hơn cái khả năng tinh tấn vị này. Rồi cái Bồ Tát mà chuyên cái máy thì chuyên đức tin ấy thì tuệ nhất rồi, nhưng mà cái trí vị đó thì nó mạnh hơn cái khả năng tinh tấn. Rồi cái Bồ Tát mà tinh tấn ấy, Bồ Tát mà chuyên tinh tấn ấy, hả? Bồ Tát chuyên ở trong đầu lòng trung tâm thì Bồ Tát chuyên tinh tấn thì cái Bồ Tát chuyên trí tuệ thì tấn mạnh hơn là tính. Bồ Tát về tinh tấn á, thì ngược lại chuyên cái việc đức tin á, tin á mạnh hơn thần trí. Làm ơn nhớ giùm cái này nha, làm ơn nhớ giùm cái này. Bồ đối Bồ Tát mà chuyên về trí tuệ thì chuyên đức tin thì cái tinh tấn thì cái tuệ cái trí này mạnh hơn cái tinh tấn. Còn Bồ Tát chuyên về tinh tấn thì cái đức tin mạnh hơn trí. Không biết tin, không biết là các vị có hiểu không? Không biết các vị có hiểu cái chỗ này không? Để sống được hay ghê luôn á. Giận mấy người này là coi như là rồi, ok. Rồi ở trong đây á, chú giải bài kinh này đó có nói cho chúng ta kể là bốn hạng Phật. Thứ nhất là Phật toàn giác tự ngộ và có thể độ người nữa, chữ toàn giác là có duyên rê nữa. Thứ hạng thứ hai là độc giác
tự ngộ mà không thể độ người. Thứ ba là thinh văn nhé, thinh văn chữ sa va cát bút thác là được người độ và cũng có thể độ người nhờ học lý thuyết từ Phật toàn giác. Đấy. À, chữ sa vắt cát ở đây còn được gọi là chá tú sách chá. Cứ đánh hai chữ đề để nó ra vậy đó, nghĩa gọi là chấp tú sách chấp bút thá, có nghĩa là theo Phật giáo Nam Tông đó, thì bất cứ vị nào mà chứng quả La Hán đều được gọi là Phật hết, nhưng mà trong đó cũng có ba hạng, đó là Phật toàn giác cũng là A La Hán, nhưng mà tự mình đang chứng quả La Hán và có thể giúp người khác chứng quả La Hán. Cái hạng thứ hai là độc giác, là cũng là một vị La Hán tự ngộ nhưng mà không có khả năng hướng dẫn người khác đắc A La Hán. Vì không, cái về mặt lý thuyết không có bằng vị đặc biệt, đó gọi là A Sa nhiều như thế một. Đó là A Sa Ya Nu Sĩ Nha Na. A Sách Gia Nú Sở Giá Nhà Nát. Biết ai mà có thể đánh giùm tôi cái chữ này, tức là ngài nhìn vào cái căn tánh của chúng sinh mà ngài biết là cái người này họ hợp với cái đề tài gì. Ví dụ nha, vị độc giác á, thí dụ nhìn người ta, vị độc giác biết rõ là cái người này đã tu 300 kiếp, người này đã tu 19 kiếp rồi, người này đã từng nghe pháp, người này đã từng là tỳ kheo, người này từng thuộc lòng tâm tạng, vị này là đã từng là tỳ kheo bao nhiêu lần, làm cư sĩ bao nhiêu lần, và trong mỗi kiếp vị đó học về cái gì, học về kinh Trung Bộ, Tường Bộ, vị này từng học về Á Tỳ Đàm, rồi vị này từng đắc thiền nhờ đề mục bất tịnh, rồi từ cái đề mục hơi thở, từ đề mục ánh sáng hư không, đất nước lửa gió, giống như vậy đó. Nhưng nó khổ một chỗ là bây giờ nói cái gì cho cái tên này nó đắc đây thì ngạn biết. Cũng giống như bi ngựa ở Pháp từng ăn mắm kho ở Việt Nam, từng ăn tàu hủ thúi ở Trung Quốc, từng ăn phô mai ở Thụy Sĩ, từng uống bia ở Đức, từng hút xì gà ở Anh, mình biết rõ. Nhưng mà nó khổ một chỗ là chiều nay nè, bữa ăn chiều nay nè, mình biết rất rõ cái quá khứ, cái dĩ vãng của vị này mình biết rất rõ. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất là chiều nay nè, mình lựa cái món gì mà cho nó vừa đi, chứ không phải là ngài không có khả năng mà biết rõ quá khứ người khác, không phải, ngài biết rất rõ. Nhưng mà bây giờ làm sao mà nhìn cái quá khứ mênh mông đó mà biết rút ra, ngài biết rút ra một cái nhận xét chính xác là bây giờ cái người này họ cần cái gì. Tôi ví dụ, trong khi đó vị Phật Chánh Đẳng Giác thì cái khả năng này ngài có, ngài biết rất rõ là người này đã từng đi qua chừng đó quốc gia, người này từng
ăn uống hợp mau tiêu nhất cho người này chỉ là cháo trắng, ăn với cái gì đó mặn mặn mà không có cần phải làm khó bổ tử. Và ngài biết rõ là người này vốn là dân miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, cho nên cái món khô quẹt là món sở trường, bỏ tiêu cho thật nhiều vào thì người này sẽ nuốt được. Đây, đây là cái điều mà vị Phật Đạo Giác không biết. Vị Phật Đạo Giác có thể nói rành rọt về quá khứ của một người, nhưng mà khổ một chỗ là bây giờ chiều nay người ta cho ăn cái giới gì đó một cách chính xác thì chịu trách. Đấy, cho nên thứ nhất là Phật toàn giác là cái người tự ngộ và có khả năng độ người khác, còn độc giác đó là chỉ có khả năng tự ngộ chứ không có khả năng mà thấu suốt người khác như là Phật toàn giác. Và cái thứ ba là Phật toàn Phật thinh văn giác, tức là Bồ Tát, tức là cái vị A La Hán mà đệ tử của Phật toàn giác, tuy không có khả năng tự ngộ nhưng mà nhờ học hỏi tam tạng kinh điển và cái kinh nghiệm thuyết giảng từ vị Phật chánh đẳng giác, cho nên vị này có chút ít khả năng, có chút ít khả năng, có chút ít khả năng gọi là hướng dẫn người khác. Sở dĩ mà tôi đang nói về bốn vị Phật thì trong đây đó, trong bài kệ này có cái chữ chánh giác, các vị có thấy không? Trong đây có cái chữ chánh giác, các vị thấy không? Sao tự nhiên mất tiêu rồi? Đây, những ai với các pháp khéo liễu tri sáng suốt, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các vị giáo, họ chứng chánh đẳng giác. Đó là chỗ đó đó. Thì chữ chánh đẳng giác ở đây là mình dễ hiểu lầm là chỉ cho Đức Phật, không phải, đây chỉ cho hai vị tự ngộ, có nghĩa là Phật toàn giác, Phật độc giác. Và nhân đó chú giải mới nói thêm là có bốn hạng Phật mà tôi đang giải thích đó. Thứ nhất là toàn giác, có khả năng tự ngộ và có thể độ người. Hạng thứ hai là độc giác, có khả năng tự ngộ nhưng không thể độ người. Hạng thứ ba là thinh văn giác, không có khả năng tự ngộ, phải có thầy, nhưng bản thân mình cũng có thể làm thầy cho người khác chứng quả giác ngộ. Và hạng thứ tư thì có lẽ ít khi Phật tử được nghe hay là được đọc thấy, đó là cái hạng gọi là Sutta-buddha. Sutta-buddha, Sutta-buddha ở trong đây giải thích là Bahu-sutta. Có nghĩa là cái vị mà nguyên thâm Phật ngôn thì cũng gọi là một hạng Phật. Thí dụ mình phải nói rõ, mình cỡ này này mới được gọi là nguyên, là tuy không biết ngài phàm thánh mình có biết, nhưng mà cái tầm á là tầm cỡ này. Tại sao tôi ví dụ vị này? Thí dụ như các vị biết rằng là cái tam tạng kinh điển mình nó được biên tập vào, tôi biên tập ở trong nhiều thời kỳ. Cái thời kỳ một á là gồm tam tạng thánh điển do Đức Phật và các vị đệ tử đích truyền. Biết các vị hiểu cái đích truyền không? Đích truyền nghĩa là trực tiếp đó, trực tiếp được trao truyền từ Đức Phật, đó gọi là những vị đệ tử đích truyền của ngài, như ngài A Nan, ngài Sa La Phất, ngài Ca Diếp, vân vân, thì gọi là đệ tử đích truyền. Thì đó là kinh điển đời một. Kinh điển đời hai đó tức là các cái Áp Tất Cả Tha, tức là chú giải của chánh đại. Cái kinh điển đời ba đó là Tika rồi Maha Tika rồi Anuttika, tức là cái Tika được ra đời để giải thích Áp Tất Cả Tha, rồi cái Maha Tika Anuttika là giải thích cái đời trước, giải thích cái đời chú giải đời trước, nghĩa là Tika giải thích Maha và giải thích cái Áp Tất Cả Tha, rồi cái Maha Tika Anuttika mới giải thích lại cái Tika. Và đến đầu thế kỷ này, đầu thế kỷ 20, thì cái chuyện mà ra đời và bổ sung, nó chỉ ra đời và bổ sung các cái bộ chú giải thì không còn nữa. Có nghĩa là sao? Theo chỗ tôi được biết thì ngài Lê Đi Xê Đa được xem là cái vị soạn giả sau cùng của cả cái bộ chú thích tam tạng, và những công trình của ngài được Phật giáo Miến Điện họ kể vào cái kho tàng gọi là kinh điển, gọi là tài liệu nghiên cứu tam tạng cấp 1. Tài liệu nghiên cứu cấp 1 có nghĩa là cái tài liệu có thể tin cậy được. Thì từ sau đời đó trở đi,
cuối cùng. Còn đời sau này có giỏi lắm thì 1846 và ngày chết cuối cùng một năm với ông Lenin vĩ đại của các của những người cộng sản. Thì tôi nói ông Lenin để cho các vị dễ nhớ là Lenin mất vào năm 2014 rồi ngày thì ngày sinh ngày Lenin Sedor là ngày sinh năm 1846 và ngày tịch năm 1924. Tôi luôn luôn tìm cái gì đó để cho tôi dễ nhớ. Và mấy năm trước khi mù, trước khi mà tịch thì ngày bị mù do cái điều kiện làm việc thiếu ánh sáng, rồi bộ phận đó là ngày cũng bị cái chứng bệnh mắt bẩm sinh á, cũng tội. Và trước khi ngày ra đời, trước khi ngày qua đời, trước khi phiên tịch, ngài đã kịp thời trao truyền một phần cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm mà thiền quán cho một cái người đệ tử mình hôm nay, mà sau đó người ta gọi là ông Saya Thetchi. Rồi cái ông này nó mới trao truyền cái kinh nghiệm thiền quán từ nhà Lê Đi đó mà ông học được đó, ông trao truyền cho ông Ubakin. Ông Ubakin ông mới trao truyền lại cho ông Sattiya. Ông Sattiya Narayan 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 Goenka đấy thì hẳn là thật. Nhưng mà vì cái khả năng nhận thức của vị này đó đã đến một cái mức mà tự nhiên là xích xót để chạm biên giới rồi, cho nên từ đó nó mới có một cái thành ngữ gọi là Chulasotapatti, có nghĩa là tiểu tu đầu quần. Quyên thâm tới cỡ cái tầm nào, còn mình nó mà nghe vậy đó là học được ba mớ, đó là lén lén chắc cũng lén lén mua xi măng về đúc tòa xe ngồi, để tưởng mình cũng giỏi rồi. Chứ cái giỏi người ta là như thế nào? Thứ nhất là cái khả năng gọi là vô ngại trong tất cả các vấn đề của kinh điển. Thí dụ như là giỏi a phi thâm thiệt, nhưng mình hỏi qua lực đó là họ không bị kẹt. Giỏi lực giỏi phải thâm thiệt mà nổi hỏi qua tạng kinh mà không bị kẹt. Và cái quan trọng nhất là cái hiểu phật ngôn của họ thật sự nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với cái phiền não và cái thiện tâm của họ. Khi nó còn phàm, nhưng mà cái nguyên thâm của người ta nó đạt đến một cái mức mà coi như là họ trọn vẹn niềm tin vào nhà, vào cái họ học hiểu. Nhận thức được, nhưng mà sở dĩ được gọi là tiểu tu đồ quần chứ không phải tu đồ quần là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là họ dĩ nhiên họ còn phàm, họ chưa có thánh trí. Thứ hai, đã là phàm thì chỉ cần họ tắt là Phật, nhưng mà vì cái lòng tôn kính nhẹ của thiên hạ đối với cái nhân vật này thôi, chứ thật ra nhân vật này mà đã tắt thở rồi thì đi đâu chỉ có trời biết, các vị biết mà. Theo trong A Tỳ Đàm đó, một phẩm ít đâu sống gọi là ly dục nhẹ vô sân trên cái cõi phi tưởng, phi tưởng cõi cao nhất của cái tầng thiền vô sắc.
ấy. Vậy mà sau khi mà sống đủ tuổi trời trên đó rồi, nó trở xuống nhân gian đó, thì vị đó chỉ có cách được có một kiếp độn thôi, có nghĩa là sau khi từ trên phạm thiên xuống thì vị đó không có bị đọa, vị đó có thể sanh vào trên các cõi dục thiên hay là cõi nhân loại một lần, coi như để gọi là đền nhì trút ngay, coi như là vì anh sống sạch sẽ quá lâu đi, cho nên cái kiếp đầu tiên mà quay trở lại cái cõi tục lụy này thì anh không thể nào mà anh hòa mình được, cho nên anh phải trải qua một cái kiếp trung gian, một cái trạm trung chuyển. Nhưng mà sau cái trạm trung chuyển đó nó rồi đó, con người anh nó như thế nào thì chỉ có trời biết thôi, anh cũng không biết nổi đâu. Anh có thể trở thành một thợ săn, anh có thể trở thành một con trùng, con dế, một thợ săn, một ngư phủ, một ông vua, một hoàng hậu, một gái điếm, một tên ăn cướp, cái chuyện đó không có gì lạ hết, bởi vì cái tập khí sinh tử nhiều đời của mình nó luôn luôn nó chầu chực nè, chờ cái cơ hội mình nó xì ra nha. Cho nên đó là một cái gọi là tội khổ trầm luân là chỗ đó đó thưa quý vị. Tức là từ ở một kỳ miễn là chưa là thánh thôi, thì từ một cái cõi nào đi nữa thì một cái khả năng mà sa đọa cực lớn và hoàn toàn khả thi. Đó là cái điều đáng sợ. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này và cái vị trời nó là Bạch Thế Tôn, những ai mà chưa hiểu được bốn đế, nhiều đời nhiều kiếp bị dắt dẫn quẩn quanh ở trong các cái tính điều tà kiến, quẩn quanh bị dẫn dắt, đây là bản thân mình tự mình bị tà kiến của mình nó dắt cũng có, hoặc là mình bị người khác nắm lỗ tai kéo đi cũng có, và bị chìm đắm trong cái giấc ngủ phiền não, chưa có chịu tỉnh thức, thì nay là cái thời mà họ phải thức tỉnh, vì Thế Tôn đã ra đời, vì chánh pháp đã được thuyết giảng, vì chúng tăng đang tồn tại. Thì Đức Phật mới xác định lại cái câu đó là nó đúng rồi. Ai phàm thì cứ phàm, nhưng hãy biết rằng trên đời thật sự vẫn tồn tại những người hiểu được bốn đế, không còn bị dắt dẫn trong các cái tà kiến. Cái chữ dị giáo là có thể là tà sáu hoặc tà kiến, bản thân họ đã chứng được chánh đẳng giác. Cái điểm hay ở chỗ là trong bài kệ của vị trời có nhắc đến chữ mê ngủ, hồi nãy tôi có nói rồi, mình không biết bà con để ý không, bị mê ngủ là xuất về thôi khỏi. Này có Bali mà ta. Đây, xuất ta. Hay quá, mê ngủ. Cái chữ Sambuddha tuyệt vời, xài chữ tuyệt vời, tức là trong cái câu câu nói từ tiếng Việt Nam là chơi chữ đó, hỏi đó, không phải câu hỏi mà trong cái câu phát biểu của vị trời đó thì có cái câu gọi là cứ chạy riết thế này mới khổ quá.
như vậy ảnh hưởng gì? Sa măng đây có gì là sa măng mới đúng, nhưng mà sa măng là sa măng nghe nghe tức là chết ông thiếu quý sa măng, sa măng tức là bước đi thăng bằng, bước đi thoải mái thanh thản trên một cái con đường gồ ghề. Thiếu quý sa măng ở đây đó người âm là gì, là anh lý vĩnh anh hay là Nico. Một cái con đường mà nó không có bằng thẳng, không có bằng phẳng, chỉ quý sa mê đấy, quý sa mê nó nghĩa là thì cái đây trong chú giải nó gọi là không bằng thẳng là sao, thì có nghĩa là do những cái chủng loại chúng sanh nó phức tạp, mà cái bản thân cái phiền não nó cũng phức tạp. Chúng sanh là có nhiều thứ nhiều loại, phiền não cũng có nhiều thứ nhiều loại, hai cái đó cái chủng loại chúng sanh là một thứ phức tạp, mà phiền não của chúng sanh phàm phu cũng là phức tạp. Nhưng mà giữa cái cuộc đời phức tạp trong gai gập ghềnh khúc khuỷu đó thì đã là bậc tự ngộ, đã là bậc thánh rồi thì sao? Họ sẽ đi thanh thản nó ra. Một cái người có đôi chân ngon lành, đi đứng ngon lành nhé, thì con đường nó cỡ nào ta đi cũng được hết. Cho cái mình thì sao? Mình là một cái người tàn tật, đi mà phải chống nạn, thậm chí mình là bơi đi nữa mà mình phải bò. Cho nên với một cái người mà cái không có khả năng đi đứng như vậy đó thì con đường nó càng xấu như nào thì càng khó đi, khó trường, khó bò, khó lết, khó lê, khó chống gậy, khó chống nạn, khó đi xa lăng. Còn người ta là chân tay khỏe mà bài kinh mê loạn tôi còn có một cái tâm nguyện hiện trong tâm nguyện cái thứ kinh giới thế và kinh mê loạn. Quá đắm say mê loạn đấy. Cái chú giải thích của bài kinh này nó y chang như bài kinh trước vậy đó, nó có điểm y chang, nghĩa là nó vẫn đơn giản, đó là ở bài kinh một á, là ở bài trước đây đó là như không như với hiển ngay với các pháp không liễu tri thấu suốt, bị hướng dẫn làm lạc vùng quanh các vị giáo, thì ở cái bài này đó là những ai đó các pháp quá đắm say mê loạn, quá đắm say mê loạn y chang như thế à? Cái kia là ấp bao quý vị ta, cái bài kinh trước là ấp bao quý vị ta, ấp bao quý vị ta. Một tôi mới viết nữa mà tôi copy à, tôi copy tự đem xuống à. Ở cái bài 1 là Apovitita các vị đánh giùm nha. Còn ở cái bài thứ 2 này đó thì người ta là Susam Mutha y chang vậy đó. Có nghĩa là bị mê loạn. Chữ này nó cùng một căn. Với cái chữ sammo sát, sammo sát
sấm mồ sát là cái sự cái gì, thì trong đây mới giải thích mê mờ ở đây là đồng nghĩa với chữ áp trong cái tiếng Tát. Mê mờ ở đây áp á thì vi trì tát, khi mà bốn đế không có được hiểu biết thì mình cứ lang mang lơ mơ y chang như cái anh chàng mà hồi nãy tôi nói đó, là bị bệnh thần kinh, tự thấy mình là học thấp, rồi được bác sĩ người thân hướng dẫn nhắc nhở cho biết không phải anh là con người với học thấp không có gì phải sợ con gà hết á, thì anh cũng chấp nhận chứ phải không. Nhưng mà một thời gian thì ảnh về ảnh ngắm ngắm sao thấy cũng ớn quá, cái nói chung là tụi anh trốn tiếp đấy. Cho anh thuốc ăn thử, uống vô là coi như không ngủ say quá thì nó cũng không có mộng nghĩ gì đâu. Cái nói bác sĩ ơi, bác sĩ cho thuốc là cứ cho, nhưng mà tôi xin bác sĩ chắc ngày mai tôi uống được không, chứ bữa nay tôi chắc chưa uống liền đâu. Thì bác sĩ hỏi tại sao ông mất ngủ thì cho thuốc ông uống liền cho nó hết bệnh càng nhanh càng tốt, cái mắt cái gì mà phải đợi tới ngày mai là làm sao. Nói cho tôi bác sĩ thì đã nói bác sĩ rồi, thì tối nào cũng thấy chuột nó có bu tay xung quanh giường nó băm hết, tôi khó chịu thì ngủ có được. Nhưng mà đây đêm nay tụi nó đá trận chung kết, cho nên là bác sĩ cho tôi giống như khoan uống thuốc coi cái tụi đó tối nay nó đá chung kết xong thì ngày mai tôi mới uống thuốc. Cái chuyện này đúng là chuyện tào lao, nhưng mà nó là phản ánh một điều rất thực về những phàm phu của chúng ta. Biết đó là chim bao, biết đó là cái bầy chuột quấy rầy mình trong giấc ngủ ấy, vậy mà cũng còn một chút tiếc nuối cái trận chung kết của cái đám chuột quấy quỷ đó. Cũng như là cái anh mà hồi nãy mà anh coi như là anh biết anh không phải học thấp, nhưng mà cái biết anh nó quá sức là mơ hồ đi, quá sức là mơ hồ đi, anh bị cái gì, bị cái xuống xăm mất tha do cái ấp đấy người ta, cái mà do không có thật sự thấu xuống được bốn đế cho nên anh vẫn còn bị cái là xuống xăm mất tha. Anh còn có cái mơ hồ, anh còn có cái hồ nghi, anh còn có cái mơ hồ váng mất phản phất lan man, anh có cái mơ hồ, anh có cái mơ hồ thì biết mình không phải là học thấp, nhưng mà cũng anh vẫn mơ hồ cái trọng lượng của anh mơ hồ cái trọng lượng thật sự của hạt thấp, anh mơ hồ cái trọng lượng của con gà. Chính vì vậy cho nên biết mình không phải học tóc vẫn sợ gà. Trong các bốn, trong cái các pháp ở đời cũng vậy, khi mà mình thật sự mình không thể hiểu được, mình còn thích cái này mình còn ghét cái kia, chứ nếu mình biết được như thánh nhân đó ha, thì cái biết cái thích mình biết khoát là nó phải khác đi nhiều lắm. Thí dụ nhẹ nhất là vị tu đồ quần nha, cái vị đó coi như là mình thấy, nếu mà tính theo chi pháp trên mặt giấy ấy, thì mình thấy rõ ràng trong 10 cái phiền não vị này dưới mấy, trừ có 3 thôi, đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Tuy nhiên cái thân kiến là cái mà quan trọng bậc nhất, cái chuyện mà vị này chấm dứt sanh tử, chặn đứng được cái dòng sanh tử mà vô thủy vô chung được là nhờ ở chỗ gì, nhờ ở chỗ thần kiến này đây. Thần kiến mất rồi khả năng sanh tử không còn nữa, mấy kiếp còn
lại chỉ là cái trớn mặt thôi, chứ còn tôi đều quên rồi đó. Ok, nói nhẹ nhẹ cho vui vị thôi, bây giờ mình qua bài khác. À, nếu mà bữa nào mà tôi lỡ giảng nhiều quá, nhất là mấy bài kinh mình nhẹ nhẹ đó ha, bài kinh mà mình không có cần đi nhiều đó, thì coi như là mình chuẩn bị sinh bài tiếp theo. Rồi đến với ba mà không có tôi đi ra. Ok, các bạn quý vị còn nghe không, quý vị còn nghe không? Khổ thiệt, nãy giờ tôi nói mà nó bị rớt mic, đâu có biết hết trời. Cái bài tiếp theo đi. Các vị đã hết nghe rồi. Cho từng đoạn dễ thương quá, từng đoạn dễ thương quá, tại sao mình không rước nguyên bài cho nó gọn, mình làm từng khúc cái này thấy ớn quá. Này thì cái vị tôi thưa với bà con ấy là nếu mà bà con ấy mà đọc cái đoạn kệ này mà ở trong tiếng Pali đó thì nó sáng trưng như ban ngày vậy đó. Đó, nó khổ vậy đó. Mà nếu mà mình đọc bản dịch thì tôi xin thưa trước là đời đời tôi luôn luôn tôn trọng và cảm kích cái công trình vĩ đại của Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà có một chuyện mình phải nhìn nhận là trong các bản dịch đôi khi nó làm mất đi rất là nhiều cái độc đáo của cái bản chánh văn. Là vì sao? Là vì đã nói dịch mà, thì người ta phải, mà nhất là dịch kệ nữa, cho nên người ta bị gò bó. Cho nên là có nhiều khi có những cái chữ nó rất là đắt địa, đắt dùng, nhưng mà ta không dám xài, bởi vì đúng vô nó không có vừa. Nó khổ vậy đó. Cho nên người ta cứ ráng, người ta gượng, người ta gồng, người ta cương. Nát ma nát ca mát sá ra mùi thách thí.
ở đây mà ai mà đối ở đây đối với người nào mà không có điều phục, không có điều phục cái ngã mạn của mình, nó mô nó mất thiết. Không có thiền định thì y cô răng nghe ra răng mà mắt tụ thì dầu có sống trong rừng thì vẫn cứ tiếp tục để dễ vui phóng dật, nó mắt chú thầy giá sát ra ta rằng thì không có thoát được, không có vượt qua được bờ kia của sanh tử vậy đó. Mà trong khi mình đọc qua bản tiếng Việt ấy, thì mình thấy là nó quá là dài đi. Cảm ơn. Đối vị ưa kiêu mạn ở đây không điều phục, không trí tuệ sáng suốt, không định tĩnh giúp tâm, độc thân trú rừng núi, sống với tâm phóng dật, vị ấy không vượt khỏi sự chi phối ma lực. Nó khổ như vậy. Cảm ơn hai quý thu rất là nhiều nha. Nó gọi nó sáng trưng, làm ơn nhìn vô cái bản này nó sáng, bản Bali nó sáng trưng như vậy đó. Mà mình đọc cái bản Việt tôi hơi rối vì nó dài, nó hơi rối ha. Thì cái bài kệ này nó có điều đặc biệt thế này. Bài kệ này nó có một cái điểm rất rất là đặc biệt. Ở đây có giải thích thế này. Cái chữ mà cái chữ Nam Mô ở đây đó, cái chữ này nó hay ghê lắm. Nó là một cái chữ hay nhất thế giới đây. Để cái chữ Nam Mô này nè, nó có nghĩa là thuần hóa hay là điều phục. Mà ở đây các vị biết trong tiếng Anh nó có một cái chữ mà các vị phải ghi nhiều, nó thuần hóa. Hay là điều phục. Đây. Ở trong Bali là cái chữ tâm á, Bát Mô là đã đem chia rồi nha. Còn thì dài lắm, nhưng mà tôi muốn nói một chuyện rất là đặc đáo ở đây, đó là trong cái câu đầu tiên á, trong cái câu đầu tiên nó chạy mất tiêu rồi, câu đầu tiên nè mất tiêu rồi, sao mà nó chạy riết gì nữa trời, làm sao mà có thể làm sao đây? Trong cái câu trả lời của Đức Phật á, sao mà hết tội để chỉ cho định
học. Định học trung tâm cái tâm định tĩnh ở đây thì nó ám chỉ cho định học, mà cái suốt chia ta xô ám chỉ chỉ cái này thứ nhất là chỉ cho các tâm thường hợp trí. Mà nó cũng có nghĩa là ám chỉ cho tuệ học. Tôi đang định nghĩa chữ chứ tôi chưa giải thích, cho nên bà con nghe nó rất là sốc, nghe nó rất là lục cục lòn hòn, nghe nó coi như nó lục cục lạc cạc, mà nó bị nghe nó lấn cấn, nó lẫn cận như lắm. Khi mà giải thích thì nó ok không có gì hết. Thì các vị thấy chữ số ở đây là tốt nha, số ở đây là tốt, mà thiện hợp trí trong trường hợp này thì lại ám chỉ cho tuệ học, ám chỉ cho tuệ học. Mà tại sao ở đây mà đoạn đường ngã mạng mà là ám chỉ cho giới học, tại sao? Là bởi vì vấn đề là người hỏi trong cái câu hỏi của người ta nó có cái chữ ngã mạng, thì cho nên ngày ngày có nhiều cách trả lời, tôi thấy là cái người này là cần phải được trả lời như vậy đó, dùng chính cái chữ của họ nhưng mà cho một cái định nghĩa mới. Làm ơn nhớ dùm cái đó, người ta là Phật là chỗ đó, người ta khác mình ở chỗ đó. Cho nên ngày trước đó, khi tôi xem kinh điển, tôi thấy có nhiều trường hợp người ta hỏi ngài mà cách trả lời của ngài tôi thấy nó hơi ngụ ngộ. Nhưng mà khi thêm tử một chút xíu tôi mới thấy ra một chuyện mà lẽ ra mình đã phải thấy từ lâu rồi, đó là thấy ngài trả lời ngụ ngộ nhưng mà cuối cùng thì người nó vẫn đắc quả. Phải thêm chút xíu tôi vô mới chịu ăn, nó lạ như vậy đó. Không phải là Đức Phật thì không biết nấu ăn, không phải, nhưng mà để người biết cái người này đó họ như vậy mới được, múc cho họ một chén chè đậu xanh. Nhưng mà phải rắc cho họ miếng tiêu thì nó ok. Rồi mình á thì mình chỉ biết có một chuyện thôi, chúng tôi bạn chân ngâm nguyên cái hai cái chân vào trong một cái thùng nước đá, ông hy vọng rằng nó sẽ bị hư cái chân đi để ông được trở thành cái người tàn tật, ông được ngồi xe lăn, nó còn cái cảm giác nó sung sướng tuyệt vời, nó đã được để ví dụ như vậy đó. Tức là cái cơ tánh chúng sanh mình không có nói được, những người thích lạ lùng lắm, trên một cái xíu nghĩ nhẹ văn minh lịch sự sạch sẽ như vậy mà có người nhẹ, có tiền chứ phải nghèo, có gì không phải bị khùng điên tâm thần, không phải vậy mà đầm lòng mà đi rước về một trăm mấy chục con mèo ha, nuôi nhốt ở trong một cái căn hộ mà coi như là đầy ắp đồ ăn, phân mèo và lông mèo, nước tiểu mèo ở mấy chục năm trời với một cái đám một trăm mấy chục con mèo, thì cái chuyện nó vẫn xảy ra được.
là nó đã hôi rồi, mà mình tự tưởng tượng cái người mà nuôi tới 9 con mà trong cái căn phòng riêng, thì thử hỏi cái trong cái mùi mùi chó đó, nó sẽ lan tỏa và nó thấm đẫm sâu đậm đến mức nào, hả? Thấm đẫm và lan tỏa, 9 con chó đâu phải ít, nhưng mà vẫn có người thích được chuyện đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng sinh có cơ tánh, chúng sinh có nhiều thứ nhiều loại, cho nên để hoằng pháp chế độ chúng sinh thì Đức Phật phải thấu suốt hết, nhà thấu suốt hết. Có nhiều trường hợp người ta hỏi làm sao thì ngày dựa câu hỏi đó ngày nói một cái câu hoàn toàn mới. Nhưng có người thì ngày phải dựa vào cái câu hỏi của họ, người dùng nguyên cái chữ của họ, nhà dùng nguyên cái chữ của họ. Chẳng hạn như tôi nhớ là nói Việt Nam mình có cái truyền thuyết, cái truyền không có đâu, mà thị lỗi những trải gặp nhau bên Hồ Tây đó, thì tương truyền những trải có thì đó cũng là một cách chơi chữ, tức là người ta hỏi làm sao mình trả lời y chang như vậy, y chang vậy, không có thêm bớt gì hết, không thêm bớt gì hết, mình chỉ sửa lại chút xíu thôi, chứ còn dùng trả lời cái chữ của người ta. Đây cũng vậy đó, tôi nói một cái dài dòng đấy làm chi, có người nói là tôi che tôi dài, nhưng trong trọng này tôi phải nói, thì các vị sẽ gặp cái chuyện này rất là nhiều lần trong những cái bài kinh kế tiếp, là có những khi Đức Phật trả lời một cách như vậy đó. Mà chẳng hạn như ở đây mình thấy cái chữ ma năng ba hà nhé, tức là sau khi đoạn trừ ngã mạn thì bắt buộc cái chỗ này phải hiểu đây là giới học chỗ vậy đó. Bởi vì chúng ta phải, nếu mà người học A Di Đà mà nó hơi kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ cái bất thiện pháp của mình nó đều đi ra từ cái ngã mạn hết. Biết nói các vị có nghe kịp không? Trong rung có còn nghe không? Trong rung có còn nghe không? Rồi xong luôn. Dạ rồi, tôi nhắc lại, có học A Di Đà mà mình sẽ thấy rằng bất cứ cái thiện bất cứ cái ác pháp nào cũng được thực hiện từ cái ý niệm ngã mạn hết. Cho nên cái người mà diệt trừ ngã mạn thì người đó không có cách nào mà làm ác nghiệp được hết. Tôi ví dụ như còn nghĩ đến tôi của tôi thì người ta mới sát sanh, thì chứ nếu mà với một cái nhìn thấu suốt rằng là mọi thứ nó chỉ là những cái sát na sanh diệt liên tục theo duyên mà đến và tùy duyên mà đi, mọi thứ nó chỉ là lắp ráp ghép nối, mọi thứ nó chỉ là cái sự sanh diệt chớp nhoáng phù du như là bóng nắng, như là hoa đớm, thì làm sao mà người ta lấy sức đâu mà người ta sát sanh trộm cắp, thưa quý vị? Cho nên cái kẻ nào mà con tôi bằng thì lấy thì làm sao mà họ có thể sát sanh trộm cắp được. Cho nên nghe thì nó hơi trớt trớt quất, nhưng mà thật ra nó rất là sâu. Thứ nhất là ngày dựa vào cái chữ của người ta, mình đừng có đắp ngày mà nó tại người dùng cái chữ của người ta, người dùng chữ người ta, người trả lại cho người ta, người ta đem đến cho mình cái chén chè thì mình trả lại người ta cũng bằng cái chén đó, nhưng mà mình đựng cháo chỉ vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ như vậy thì cho cái người hiểu, người mà hỏi đó họ thì họ dễ thấm hơn. Thì sau khi đoạn trừ được ngã mạn, khéo tu tập thiền định, cái xuất sanh mà cái tập tôi là khéo tu thiền định, xuống chia tới số là thiện tâm, sắp tập thí quyết tâm tốt tô, giải thoát mọi sanh y.
Cái chữ sanh y này nó hay ghê lắm. Ư, dê và đế. Cái tiếng Bali tôi viết từ nãy lắm. Gọi là khâm tha. À, giáp tâm nà đi xuống khâm tha trong trường vẫn tiếp tục nghĩa vui như rồi Đức Phật mới nương theo cái câu hỏi đó ngài mới nói rằng người mà đã cắt bỏ được ngã mạn khéo tu tập tuệ học chấm giải thoát được quẩn xứ giới đế, không có bị chìm đắm trong quẩn xứ giới đế, thì eco aranya rangamato, người đó dù có sống một mình trong rừng thì cũng không có dễ vui. Samat thay giá satari rằng ta đây với ba rằng có nghĩa là vượt thoát được cái qua được cái bờ bên kia, thoát được cái thần chết. Mắt chú thầy giác ở đây có một chuyện mình cần phải biết là eco aranya rangamato dù sống một mình trong rừng thì cũng tiếp tục chuyên cần. Thì ở trong kinh nó có giải thích chúng ta biết có bốn cái trường hợp mà sống một mình, bốn trường hợp viễn ly. Nói nôm na là vậy, còn nếu mà nói theo đúng kinh là thân sống một mình trong rừng sâu núi thẳm nhưng mà tâm nó còn chìm đắm ở trong sáu trần. Còn cái cách nói mà thơ mộng của tôi đó là tâm ở là thân trong rừng mà lòng ngoài phố. Thứ hai đó là tâm viễn ly mà thân không viễn ly, có nghĩa là thân giàu ngoài phố nhưng mà tâm đang ở trong rừng, người đó là coi như đã nguội lạnh rồi đối với trần cảnh. Cái trường hợp thứ ba là thân tâm đều viễn ly, có nghĩa là sống ở chỗ yên tĩnh xa vắng và tâm cũng ở trong đây chú giải nói rằng đây là một trong những bài kệ được xem là thu tóm đầy đủ tam học rất chỉ cái chữ tâm tốt đây không đó mà được chỉ cho tuệ học sắp là thiếu quyết của mô tô, tức là giải thoát được quận xứ giới đế. Thì eco aranya viharanga pamato, với người như vậy dù sống trong rừng một mình ấy, thì cũng vẫn tiếp tục chuyên cần không dễ vui. Samachutheya sataraya parang, có nghĩa là thoát được, vượt qua được cái bờ kia của thành chết. Thì bài kể này rất là ngắn, rất là hay. Hai câu đầu
đầu là gom đủ tâm. Và cái câu thứ ba rất là hay, bởi vì câu thứ ba để ý cho chúng ta cái bài kinh mà chúng tôi vừa nhắc, đó là bốn cái trường hợp viễn ly: thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Và trường hợp thứ hai là tuy mình ở thiền viện nhưng mình đừng có coi thường những người khác. Có nghĩa là thân của họ thì sống ở một cái nơi xa vắng quạnh, như tâm tình yên ắng tĩnh lặng, mà cái tâm của họ thì cũng tĩnh lặng yên ắng. Còn trường hợp thứ tư mình khỏi nói rồi, sống ở phồn hoa mà lòng thì cũng là náo động. Đấy, thì đây là những điều cần phải cái chùa đó, đúng là nó là tịnh xứ, nó là tịnh độ đó, nhưng mà cái tịnh độ nó chưa có mắt, nó chưa có đủ, nó chưa có mắt mới gì tới cái tâm mình đâu. Bởi vì nếu mình sống trong cái cõi tịnh độ của đạo tràng tịnh viện hay là hang đá, là cái chỗ của cao nhân hiền sĩ, mà con khỉ thì cứ lăng xăng. Cho nên nếu mà mình có cạo đầu đắp y, mình có ở trong chùa, trong thiền viện, nhưng mà mình cứ lăng xăng thì giống như là một con khỉ ở trong hang đá của đạo sĩ. Hoặc có một cái vị hòa thượng người Thái đó, xin lỗi, người Tích Lan, người Sri Lanka, người có nói một cái câu nghe rất là thú vị. Người nói đó, một cái người mà không tài không đức mà lại có chức vụ cao, mà họ ngồi ăn trên người trước thì giống như con khỉ mà nó ngồi trong cái đại sảnh. Cái câu rất là hay, nó ngồi trong đại sảnh này thôi. Có nghĩa là một người không tài không đức mà do khéo chạy chọt lòn cuốn cha chú của thiên hạ, mà bản thân không có tài, hoặc là có tài mà không có đức, thì trường hợp đó thì giống y chang như con khỉ mà nó ngồi trong cái bàn tiệc ở đại sảnh. Có nghĩa là đại sảnh thì cứ hoành tráng uy nghe, bàn tiệc thì cứ là sang trọng mỹ lệ, nhưng mà con khỉ thì vẫn cứ là con khỉ. Cái hoành tráng uy nga của cái tòa này, của cái gian đại sảnh đó, những cái hay cái ngon cái đẹp của cái chiếc bàn tiệc đó, nó vẫn không sao cứu vãn được cái tình trạng con khỉ của con khỉ. Con khỉ vẫn hoàng con khỉ. Cái đó là cái mà mình phải ghi nhận. Mình tu cái gì thì mình thành Phật cái đó, mình tu tâm thì thành Phật bằng tâm. Cả nếu mình chỉ tu hình thức thì mới mốt mình chỉ thành có hình thức thôi. Tức là sinh ra thì cũng nói cũng đẹp đẹp vậy đó, nhưng mà không phải Phật. Ok, rồi tiếp theo là cái bài kinh Minh Tôi mới có 6:30 thôi. Thì tôi xin nói rõ là nếu mai này mà tôi có bữa nào tôi bận á, thì coi như là những cái bữa mà tôi giảng dư nó bù lại. Bữa đó tôi có làm một cái bài toán, tôi thấy cũng hơi ngán. Đó là tôi nguyên bộ kinh nó có 7.000+ bài, chi bộ kinh nó có 9.000+ bài. Mà nếu mà giảng tương đương á, mà một ngày mà giảng trung bình 3 bài đi ha, thì coi như quý vị tưởng tượng phải mất bao nhiêu vậy.
tức là địa cư thiên. Ở đây tôi không biết là trong room này các vị có ai mà thuộc cái bài 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 trong mặt đất, gọi là địa cư thiên, sống nương trên mặt đất. Nó nương mặt đất, thật ra vì này có thể sống mà trong nhà, nhà của mình, ví dụ như cái gạch cửa hay là ở trong buồng hoặc là dưới sàn giường của mình thì cũng gọi chung là Phummathadiba. Phummathadiba thì trong chú giải cho biết rằng có một cái vị địa cư thiên như vậy đó, sống trong rừng á. Rồi vị này nhìn thấy là dĩ nhiên á, là trong cái điều kiện sống của, giữa rừng như vậy đó, thì các vị có những ngày chỉ ăn đúng một buổi thôi, đúng là sao, đúng nghĩa và điểm tâm nhẹ nhẹ, rồi sau đó nó ôm bát đi đi xong thì về ăn được buổi trưa rồi buổi chiều á, thì thí dụ như là Phật tử họ tới là cúng dường nước uống, nước trái cây, sữa, kẹo, sô cô la. Là họ gọi là cái trái bí rợ đó, trái bí rợ người ta phơi khô, người ta sấy khô xong người ta xay nát nó thành bột nấm, hoặc là bí rợ hoặc là khoai tây, họ 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 sấy khô rồi họ xay nó thành bột, rồi họ nêm nếm gì vô đó đem làm thành bịch họ bán. Thì ở các thư viện đôi khi họ cho rất nhiều cho dùng cái đó, ví dụ như vậy. Mà riêng về ba mấy khỏe mạnh yêu đời thì cái vị thọ thần này, cái vị mà địa cư nhiên nó thấy ông thích lắm. Ông mới tới ông hỏi Đức Phật, ông hỏi Bạch Thế Tôn, tại sao mà coi như là những vị tỳ kheo sống mà mình có vẻ an lạc quá, khỏe mạnh quá, hồng hào tươi nhuận, thiệt đẹp mắt quá, tại sao vậy? Thì Đức Phật có trả lời, ngài mới trả lời là đối với vị nào mà trong cái đời sống Ati Tăng Na nó xô trầm trị, không có khổ tâm khi nghĩ về quá khứ, mà nắp và chấp và nắp chấp tăng thế nào cả tăng, cũng không có ước vọng, không có dính liên, không có bị tương lai nó làm ảnh hưởng, sống không ước nghĩ nhiều về tương lai, cũng nghĩ ngợi về tương lai, thì đặc biệt cái nhan sắc nó trong sáng, nó sáng sủa, mặt mày nhìn nó sáng sủa đại khái như vậy. Thì ở trong cái chú giải mà giải thích thế này, bữa hổm tôi đọc cái tới cái chỗ này tôi mới nghĩ trong bụng, tôi nghĩ chắc cái chú giải chỗ này giống như là chú giải của cái kinh Nhất Dạy Hiền, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Thì cái quá khứ không truy tầm ở đây là mình không có nghĩ về sắc thinh khí bị xuất đã qua, tương lai không ước vọng là mình không có lòng hy cầu trong đại cái sắc thinh khí bị xuất của tương lai. Thì đây cũng giống như vậy đó, nhưng mà nó khác một chút, có nghĩa là trong đây giải thích thế này. Khi mà Đức Phật ngày giải thích á, ngày nói rằng đệ tử của ta đó, một ngày ăn một buổi sáng không đúng tâm, chiều không thức uống, y áo thì coi như là rất là hạn chế, nhiều khi rách nát,
mà ra mai quá không chưa kịp nữa, nhưng mà họ vẫn đẹp là tại sao? Là bởi vì là họ không có nghĩ ngợi về quá khứ, không có khổ tâm về quá khứ, có nghĩa là không có trong không có tiếc nữa trời đất ơi. Tại sao mà đó là tôi được nghe, tôi được khi đi qua Miến Điện, qua Thái Lan thì tôi được nghe mấy vị tăng sinh nó trao truyền cho tôi một kinh nghiệm là nếu muốn người ta tu học ngon lành đàng hoàng đó, thứ nhất là đưa thẳng vào Miến Điện, đừng đưa vào Tha Lan. Tu học Miến Điện thì nó có cái điểm xuất sắc sâu sắc hơn là Tha Lan. Điều thứ hai, nếu ở Tha Lan, bởi vì tăng sinh đó, trẻ người non dạ mà tôi ghé Tha Lan, mà nhất là mấy cho mấy cha ở mà chừng 3 ngày 5 ngày ở Tha Lan rồi thì đố cha nào mà về Miến Điện ở nổi. Miến Điện buổi sáng đó các vị biết, tôi về chùa Quách Tây của sư mấy sư tôi sư Tịnh Đạo rồi sư mấy sư Phạm Trí ngày xưa đó, không nó bây giờ cũng ra rồi. Coi như buổi sáng mà tôi qua bên trời nó nóng, mình bên đêm ngủ được rồi, tôi sáng dậy ngủ dậy trẻ đang nằm ngủ thì sư lại sư khều khều tôi, sư nói tỉnh như vậy ăn ăn sáng. Đó các vị buổi sáng sớm mà các vị có thể thấy sầu riêng măng cục rồi xôi xiêm rồi đồ xào đồ nấu đồ chiên đồ nướng đồ luộc đồ hấp everything trên cuộc đời này có hết. Trong khi đó mà qua Miến Điện đó thì coi như là nó đói nhăn răng ấy, mà đã vậy đồ Miến Điện nó nguội lạnh nó tâm rình ấy, mà cái thứ nó dơ tàn khốc, biết lên những cái ngôi tháp mình họ nói là linh thiêng cái gì tôi không biết, mà họ bắt mình đi chân không, mà trời đất ơi tôi nói tàn thuốc cái sắc trầu nó tràn lan trên đó, mà coi như là mình lâu tôi thì tôi không có giàu có sang trọng gì, mà tôi có cái kỵ đi chân không mà đạp nước đó, tôi gớm lắm. Lâu lâu đạp nhầm cái vũng nước, biết cái nước gì mình biết, xương cũng có, nước uống người ta làm đổ hay là nước bọt mình có biết, mà trời đất ơi mặt đi chân không mà tôi đạp lên nó tôi rùng mình, mà bây giờ tôi kể là cho bà con nghe mà tôi còn phải rùng mình thêm vài cái là quý vị biết tôi sợ đó lắm. Còn không nữa là vậy hay không, tôi cũng là một cách nghĩ về tương lai không có tốt. Cách thứ hai, bây giờ mình khổ quá, mình mong mình nghe nói hình như là thôi kể cho kể ra, nghe nói Thái Lan nó tốt lắm rồi, để ráng ra Hạ Miến Điện mình chạy về Thái Lan mình sống, đó cũng là một cách nghĩ không tốt. Nếu mình nói trong tinh thần rốt ráo của Đức Phật thì như vậy không có tốt. Thế nghĩa là mình không thể nghĩ, mình không nên nghĩ rằng ở đó trước khi mình đi qua bên đây đó mình ở Việt Nam mình xuống quá trời xuống, trước khi mình đi qua Miến Điện ở Thái Lan mình sướng quá trời sướng vì nó khổ như vậy. Đó là nghĩ về quá khứ, hoặc là mong mỗi lần mai mốt hết hạ rồi thì từ Miến sẽ về Thái, từ Thái sẽ về Việt Nam sẽ có cơm bánh dân tận họng, rồi người ta thờ phụng tôn thờ như là thần tượng. Ví dụ như vậy thì đó là nghĩ về tương lai. Mà cái quan trọng nhất đó là vị tỳ kheo sống an lạc với từng cái điều kiện có được trong hiện tại. Bởi vì phải nói rằng cái giá trị thật của đời sống đó, nó chính là cái phút giây đang diễn ra trước mặt mình, right now and right here, chỉ tại đây và bây giờ. Nếu mình không thưởng thức được cái vị ngọt của nó thì
coi như là không biết bao giờ mình mới thưởng thức được đời sống. Phải nói như vậy. Cái vì ngày trước thì xưa tôi đọc một cái cụ kinh, một cái câu danh ngôn mà tôi không hiểu. Tôi mới nói rằng nếu ngay bây giờ bạn không thể hạnh phúc, như vậy đó. Bây giờ tôi không hạnh phúc nhưng mà ngày mai tôi gặp được cái điều như ý tôi cũng hạnh phúc chứ, không phải. Mình không thể hiểu như vậy, mà câu đó phải hiểu như thế này. Nếu ngay hiện tại mà mình không biết hạnh phúc mà mình cứ một lòng trông đợi tương lai, cái câu đó có nghĩa là vậy đó, phải thêm cái đó, thêm trong mặt đen đó. Nếu trong hiện tại mà mình không có chịu an lạc với riêng mình, với những điều kiện hiện có, mà mình nghĩ nhiều về quá khứ, tiếc nuối, tưởng tiếc, hoặc là trông đợi, hy cầu ở tương lai, thì biết kiếp nào mình mới an lạc đây. Để cứ là chứ ngay bây giờ cứ nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, rồi ngày mai cũng vậy, cũng nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai thì biết khi nào an lạc. Mà trong khi đó thật ra mà nói đó, cái hiện tại dù nó có chát chua cay đắng cỡ nào đi nữa, nó đắng hay ngọt là do mình. Tôi nghe nó đã cái thật ra nó như vậy. Điều kiện gì nó cũng là một cái bối cảnh hạnh phúc hoặc là đau khổ do mình thôi. Những khi có chuyện phải đi giữa trời tiết, tôi thấy tôi là một cái chấm đen di động giữa một biển tuyết trắng. Tôi thấy tôi an lạc, nhưng mà ở Mỹ là tôi thấy người ta tệ quá. Má lớn tuổi như vậy mà má đứng xe bus Phúc Lộc Thọ mà nó không nhường chỗ cho má. Một người lớn tuổi mà nó đối xử tệ như vậy thì đứa con ta nó nói con lại nghĩ khác. Người ta không thấy má già thì làm sao mà người ta nhường đây. Bà nghe như vậy bà nhăn răng bà cười. Hôm sau má đi trở về bà vẫn buồn. Thì đứa con trai hỏi bữa nay có chuyện gì vậy má? Bà nói hôm nay có một thằng nó nhường chỗ cho tao, chắc nó thấy tao già. Cái câu chuyện đó tôi rất là tâm đắc. Người ta không nhường cho mình buồn. Tôi nghĩ mình nghĩ rằng người ta không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình nghe giải thích là tại vì người ta không thấy mình già đó thì mình lại vui. Hôm sau người ta nhường chỗ cho mình á, mình lại buồn. Là bởi vì mình nghĩ rằng người ta coi mình già, có bị thấy không? Rồi có cái bà đó, bà ở gần chùa, bà làm công quả. Bà có hai đứa con gái, một đứa bán dù và một đứa bán nhang. Cứ mỗi lần trời mưa thì bà nhớ đến đứa bán nhang, bà khóc. Mà mỗi lần trời nắng bà nhớ đến đứa bán dù, bán áo mưa đó, bà khóc. Thì ông hòa thượng ở trong chủ trì ông nói thế này, ông hỏi tại sao bà khóc, thì bà mới nói là mỗi lần trời nắng bà nhớ đứa bán áo mưa, mà mỗi lần trời mưa bà nhớ đứa bán nhang, làm sao bà thấy tội nghiệp nó quá. Thì ông chủ trì ông nói là vấn đề là tại sao mà trời nắng mà không nghĩ đến đứa bán nhang, mà trời mưa mà không nghĩ đến đứa bán áo mưa thì bà đâu có khóc. Mà cái vấn đề là cứ bà nghĩ thế cảm nhận, trời nắng thì nhớ đến đứa bán áo mưa, mà trời mưa thì nhớ đến đứa bán nhang, thì như vậy thì chết rồi. Vấn đề là do mình suy nghĩ thôi. Đó là những câu chuyện tôi không coi là chuyện cười đâu quý vị, mà đó là những bài học sống rất là hay, rất là đẹp, rất là cần thiết, rất là quý. Câu chuyện rất rất là minh triết, tôi kể hoài không chán là vậy đó. Cho nên ấy, là sống trong hiện tại là nó làm sao thì sống y chang như vậy, đừng thương bớt gì hết. Đó chính là cái nghệ thuật, đó chính là nghệ thuật dưỡng sinh. Đó là nghệ thuật dưỡng sinh. Và trong chú giải tôi có giải thích thêm một điều nữa, đó là khi mà tâm mà nó an thì thân nó mới lạc. Thân của mình á, cái tâm mình nó an lạc thì thân nó an lạc theo. Cho dù mình có bơ sữa sung sướng nhung lụa cách mấy, nhưng mà tâm nó không có yên thì tôi dứt khoát là người đó không thấy an lạc. Nhưng nếu
mà người đó tay lắm chân bùn, tần tảo nắng nắng gió mưa sương, mà cái tâm ok thì tôi bảo đảm người đó được an lạc. Và hôm nay tôi cũng xin thưa thiệt với bà con một chuyện, đó là nghèo nàn đó, thì phải nói tôi rất nghi ngờ về khả năng hạnh phúc của họ, rất nghi ngờ, rất rất là nghi ngờ. Và nếu đó là người thân của tôi thì tôi rất là lo ngại, rất rất là lo ngại, không có yên tâm. Nhưng nếu cái người đó đời sống vật chất thì phải nói có khó khăn, có, nhưng mà tôi biết rằng đây là một người nguyên thâm Phật pháp, đây là một hành giả rất là tinh tấn, thì cái khả năng an lạc của người đó rất là lớn, rất rất là lớn. Và nếu quý vị nói với tôi rằng người đó an lạc, người đó hạnh phúc, tôi tin ngay, tôi không có nghi ngờ. Nhưng mà nếu quý vị dắt tôi đến một cái người không ok thì cái khả năng mà an lạc rất thấp. Mà nếu mà vật chất không ok mà tinh thần của mình ok thì khả năng an lạc vẫn rất lớn. Và trong đây có giải thích một điều thế này, là khi mà cái thân, cái tâm mà nó an lạc, nó sẽ tạo ra cái sắc tâm dễ cầu. Đấy, đó là một giải thích rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Trong chú giải có nói cái đó, khi mà cái tâm an lạc thì tự nhiên cái sắc tâm nó rất là dễ coi. Ví dụ như mình thấy là một cái người có bây giờ lên cái thượng tọa rồi, sắp sửa hòa thượng già lắm rồi. Mà mỗi lần bị này xả thiền thì mình tôi biết nó lấp lánh, mà nó lạ lắm, nhìn hồng, cái da hồng mà người dễ thương lắm, nhìn nó tịnh lắm, đại khái như vậy. Còn mình thấy một cái người mà họ héo xào, chẳng hạn như tôi có biết mấy vị sư bạn mà sắp hoàn tục đó, thì trường hợp này tôi không cần ghé tên chi, chuyện buồn thì thôi, xin cứ xem cuộc đời như khúc hát, đoạn nào buồn xin bỏ bớt cho vui. Thì tôi có quen mấy vị sư bạn mà sắp hoàn tục, tóc thì để dài mà tâm tư thì dĩ nhiên là nó trẻ đến hển nó mới hoàn tục chứ, phải không? Cho nên trời, nó có mình nhìn ổng mình thấy nó nản làm sao đâu, sắp hoàn tục mà. Nhưng mà đó là một người mới xuất gia, một vị tăng thọ sa di, chứ không cần là tỳ kheo nữa nha, tăng thọ sa di. Họ mới vừa vô trong cái cửa đạo đó, họ vui vẻ, đức tin nó còn trọn vẹn, giới lực nó còn sạch sẽ, chưa có kịp lắm nha, thì họ đẹp lắm. Họ đẹp không phải là do họ đẹp trai, không phải là do mắt mũi ngon lành, vẫn đẹp là do có trong cái tâm nó phát ra. Người ta nói là cái nết nó đánh chết cái đẹp, mặc dù đôi khi cái đẹp nó đánh đẹp cái nết, cái gì nó mình tính sao, nhưng mà trước mắt mình thấy đây chính là nội dung của bài kinh rừng núi. Ok, bây giờ bên đây đã là 6:53, tôi nghĩ là nó đã là quá nhiều rồi nha. Xin chúc bà con một ngày vui và hẹn